bạn. Thì hôm nay ghe của dì mình mới vô bờ, thì có này cũng vui vui để quay cho bạn xem. Đây mà anh đang làm gì không biết, dưới nữa hồi qua có xẻ cây đó, bữa nay làm gì không biết nữa. Đây. Đó. Thì ra là lên bè. Xong lỗ một chỗ lỗ rồi nè. Lên bè đứa này 3 phân. Các bạn thấy đấy, thì cái phần này thì họ khoan bắt cù lon, không bắt vô cái máng lên neo nè. Xiết cù lon vô cục này thì bắt có một cây à, khoan từ đây nè chỗ qua tới dưới đây luôn. Ở đây thì khoan đây, khoan lỗ này chỗ ở bên đây để giữ lại cái phần be này nè, uốn cong theo cái chiều luôn nè. Cái này khoan rồi mà chưa có bắt cù lon. Be này be 3 phân. Lên phần này thì nó bị cấn này thôi. Đó, nhìn bên ngoài là cao lên được chút xíu nè, cái phần me của mình nè, cao được chút xíu, mà khi mà đổ một bịch cá lên đó thì cá nó không có tràn ra ngoài. Với một phần đó là khi mà sóng đánh này nọ đó, rồi sóng không ập vô để cá nó không có trao. Rồi khi nào xong hết thì sẽ chắc bột lắp keo lại. Đây cái miếng này là để ra đằng sau, ra từ đây từ khúc đó, từ khúc anh nãy đang khoan đó, thì ra đằng sau tới cái lái luôn.
khoan lấy giùm. Khoan một lỗ giống cái đầu bù lon luôn, giống con tán trong đó. Khi mình chát bọt mình không có bị cấn. Chút nữa sẽ tiếp con tán này nè, cát vô thì nó âm vô đây, thì khi mình chét một lớp bột thì bít rồi nó không có lòi ra, nhìn nó xấu. Biết đó thì cái chiếc này nè, hồi lúc trước là làm tàu cái thì cũng lên be giống bên đó gì đó nè, các bạn thấy không, cũng lên be nói be nè đó. Cái phần này be này be nói nha, be này be chính đó hồi xưa nè đó, thì nó như vậy đó. Lên be nó cao nguyên khúc luôn, từ đây nè, lên tới đây tới cao, hồi xưa nó có tới đây thôi. Ra như vậy rồi bây giờ lấy cái đục cái đó bỏ, để khi mà mình đóng bù lon xuống á thì cái phần đó nó lòi ra để mình xiết bù lon, và khi mà xong hết trơn rồi đó nó chét bột lại, chét bột đá vô rồi xong lắp keo lên, phần đó là im đẹp đàng hoàng. Các bạn thấy không, ở đây cũng có nè. Thank you.
nó đi làm trên ghe thì cũng nguy hiểm lắm các bạn. Chụp chút rồi gất nước bắt đồ như chơi. Ô, cục sông nè, cục sông 16 ly. Mua phải cho dư dư, rồi nào dư trả lại được. Còn cái này bù lon. Mày thường tao lắp mía được quá. Bào láng cái ta lắp đâu có dính. Bào rồi nó cũng ngoài rồi nó mới lắp. Chứ không mày à. Cho nó mày bắn là nó mới dính keo. Mày cho sừ nó mới dính keo. Rồi. Mày hết cái lớp mà không bóng lưới không dính keo được gì nữa. Quay đâu chi vậy cha. Cái gì mà khôn mày đó thì nhìn thấy nó lùn cỏ này nè, rồi làm sao mà lên ra cào xẹp về á, ngư phủ nó đi nó đụng đầu hết. Bây giờ cái phần thợ thì làm theo ý chủ ghe thôi, nhưng mà cái vấn đề ở đây là không có tham ý kiến kỹ, rồi một phần bên chủ ghe bây giờ xuống thấy nó không có vừa ý. Các bạn thấy không, này bây giờ phải cắt bỏ khúc này nè, cắt bỏ cái khúc này nè. Ừ. Cắt bỏ khúc này giờ tới đây thôi. Rồi bây giờ bên đây đã lắp keo xong hết trơn rồi nè. Nhưng mà cái vấn đề đây là làm nó không đầm ở bên bển. Rồi bây giờ phải cắt bỏ khúc này, đưa cái này này xuống. Giống mình kia vậy đó. Giống mình đó vậy đó. Đang hạ cho nó thấp xuống. Tháo ra hết, tháo ra xong rồi mới đo cây, cắt bỏ khúc này, bỏ hai bên chụp xuống, tháo hết luôn á. Đó. Rồi bây giờ tháo ra với tốn ngày công thợ thôi. Các bạn thấy không? Nhiều khi mỗi người mỗi ý. Tắt dán vô rồi xong rồi. Đây bọng đâu không có gì. Đó, ra tới sau. Thì bây giờ làm xong bên kia thì giống bên đây thôi, chứ không có gì hết, chờ ngắn là chút xíu thôi, xuống đây chút xíu. Mình phải bỏ khúc này, khoan bắt cụ lon lại. Rồi bây giờ clip bên đây kết thúc nha. Rồi nhớ đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn. À.